Phú Hiếu Nguyễn, Cuộc Sống ở Đức. Xin được kính chào tất cả các bạn thân mến của mình. Giờ này mình đang đứng trước một cái chuồng thú ở trong Thảo Cầm Viên Sở Thú của thành phố Phan Phượng Hoàng Mai nha các bạn. Mình thấy cái con này nó cũng hơi đặc biệt, bởi vậy mình đang quay cho các bạn coi. Nhưng mà rất đáng tiếc là nó đang quay cái mông nó về phía mình, để coi coi lát nó có đưa cái mặt nó ra hay không. Cái con này thì là nó được đưa qua từ bên châu Phi của bên Congo. Mà con này thì nó cũng còn nhỏ các bạn. Nó mới được có 2 tuổi mấy à các bạn, 2 tuổi mấy à. Đó. Nó cùng một cái loại giống mà hươu cao cổ, nhưng mà cái loại này thì nó lùn thôi. Nhìn nó thì mới thoạt qua thì các bạn nhìn thấy tưởng nó giống như con ngựa vằn vậy, nhưng mà không phải, nó là thuộc giống dạng hươu cao cổ. Nhưng mà cái loại nhỏ, loại nhỏ của hươu cao cổ, và con này rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở cái điểm là hươu cao cổ thường thường là nó cao, còn con này thì nó lùn. Nhưng mà được cái là cái lưỡi của nó, các bạn không, cái lưỡi của nó rất là dài. Và cái lưỡi của nó là nó dài cỡ khoảng chừng nửa thước. Nửa thước cái lưỡi của nó. Tức là nếu mà một khi mà nó le ra cái là các bạn biết được, nó mà le hết cỡ ra là nó không phải nó chỉ liếm tới mũi nó hay là tới đầu, mà nó liếm lên tới trán của nó cũng được nữa. Vậy cái con này nó đặc biệt lắm. Cái màu của nó rất là đẹp nha các bạn. Lông của nó thì sát xịt đô da. Mà nó có màu mè rất đẹp, màu nâu. Và hai cái chân của nó giống như là cái phần mông của nó á, thì bốn cái chân của nó đều có sọc vân. Cái mặt của nó thì coi như là cái đầu của nó thì vừa màu nâu vừa màu trắng. Rất là đẹp. Cái tên của nó thì nó gọi là Okapi. Okapi. Rất là đẹp các bạn. Rồi, mình dẫn các bạn đi vòng vòng chỗ khác nha, tại vì cứ đứng một chỗ không cũng chán. Để ví dụ như mình dẫn các bạn đi coi vòng vòng coi ở đây có còn thú gì nữa không. Đẹp lắm các bạn, màu mè đẹp. Con này là con kinh kinh nha các bạn, con kinh kinh. Cái con mà chuyên môn mà ví dụ như hay ăn xác thịt người á các bạn, ví dụ như người chết hay là cái con gì chết cũng vậy, từ động vật cho tới con người là nó hay ví dụ như là ăn cái thịt đó. Cái tên của nó là các bạn thấy nó kêu là König Geier, tức là con kinh kinh. Mà con này là con mà đẹp nhất của trong tất cả các con kinh kinh. Nói từ về màu sắc, màu mè, và vậy nó mới được mệnh danh là König Geier. Tức là vua của tất cả các loài kinh kinh. Thank you.
khu vực này là toàn là kinh kinh với đại bàng nha các bạn, diều hâu đại bàng. Bên này thấy nó rõ hơn, tạm thấy là nó đậu ở bên cái kia, nó vướng lá cây nhiều quá các bạn không, lá cây cành nhiều quá, còn bên đây thì thấy rõ hơn. Có hai con nha các bạn, một con thì đang đậu thò mặt ra ngoài cái cửa sổ ở trên, còn một con thì đậu ở dưới coi như là cái cây. Có một chú chim sẻ nữa. Con này cũng là một dạng kênh kênh mà các bạn, được đưa từ Ai Cập qua, con này đưa từ Egyptian qua Ai Cập. Nó đang ở trong cái chuồng ở trên đó các bạn, nhưng mà khó thấy nó quá, phải có mỗi chút xíu cái đuôi của nó. Ở đây cái bàn này người ta nhắc nhở mình á, là đừng có thò tay thò chân vô bên phía trong hay là đụng vô trong những cái lưới sắt này, là tại vì cái mỏ của cái con này á, nó rất là bén sắc, nó có thể nó sẽ làm các bạn bị thương.
Còn đây là một chú hà mã, con hà mã rất là bự. Con này chắc cũng phải cả tấn đó các bạn. Trong này cái cây, mấy cái cây, tại vì trong thảo cầm viên mà các bạn nhìn thấy cái cây của nó, nhìn cây này quá đẹp luôn nhỉ. Cái gốc của nó cầu có chừng khoảng chừng 4 người mình ôm luôn đó các bạn, 4 người lớn ôm luôn. Những cái cây này là nó cầu phải có chừng khoảng chừng trên 100 năm nha các bạn. Thôi mình xin tạm ngưng cái video clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình coi như là video tới. Chào tạm biệt các bạn.